Hạ viện Mỹ đã bỏ trống vị trí lãnh đạo này trong hơn 2 tuần qua, và ông Jordan đã 2 lần không hội đủ 217 phiếu bầu cần thiết để được trao ghế chủ tịch Hạ viện khi ông vấp phải sự phản đối của các đảng viên Đảng Dân Chủ và hơn 20 đảng viên Đảng Cộng Hòa. Tờ Washington Post và tờ Punch Bowl đưa tin, ông Jordan sẽ không tìm kiếm cuộc bỏ phiếu thứ ba để có được chức vụ này và thay vào đó sẽ ủng hộ kế hoạch trao quyền cho ông McHenry đảm nhiệm vị trí này cho đến tháng 1 năm 2024. Hiện ông McHenry đang giữ vai trò quyền chủ tịch Hạ viện cho đến khi Quốc hội Mỹ bầu một nhà lãnh đạo mới, thay thế ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm hôm 3 tháng 10 vừa qua.